rồi nha. Ok. Bắt đầu chương trình này. Chương trình này, enter này. Enter. Nhấn vào đây. Lấy điểm đầu. Enter. Lấy điểm đầu. Điểm bắt đầu. Xong enter này. Chọn luôn thế này. Cái này đường thẳng, đường cong. May đường thẳng đúng không? Đây, chọn luôn đường thẳng này. Đây là mật độ mũi chỉ này. 0.2.0. Enter. Bắt đầu vẽ. Enter thì nó sẽ được cái điểm đầu. Bắt đầu mình vẽ lại. Khi nào mình vẽ lại đến đây. Vẽ xong mỗi lần vẽ xong là enter. Để cho nó lưu lại. Enter phần này. Đến đây để lại mũi đoạn này đến đây. Xong rồi đi sang. Đến đây là điểm cuối rồi, lại mũi một đoạn nữa cho nó đỡ mất chỉ. Kéo lên. Enter. Khi xong rồi thì bách nó ra. Trở ra này. Trở ra này. Trở ra này. Đến chữ N này. Enter này. Enter này. Lại trở ra tiếp này. Chúng ta lấy nó cửa sách này để lưu vào này. Lưu vào này. Bỏ vào. Đây là tên bài. Bài số bao nhiêu á? Rồi. Enter là nó ra, nó sẽ lưu được bài 160. Đây là cái để đưa cái này vào sâu. Cái thông số này, 3 này, thông số này để đưa cái cụm này vào sâu. Đây, test này. Cả cái cụm này chứ đúng không? Và cụm cái này nó đang đưa vào sâu quá, kéo nó ra nữa. Rồi đây mới đưa vào hơi sâu thì kim nó bắt đầu từ đây đi từ đây đến đây thì kéo nó dịch ra, kéo nó này ra để kim bắt đầu từ đây vào sâu quá. Đây. Còn đưa lên một tí nữa để nó bịt vết chỗ này. Nếu mà không ấy thì mình kéo cái thằng này ra này, thằng Y này,
kéo được ra. À, cho dài ra đúng không? Kéo được ra. Kéo thêm được. Đấy là cái gì? Đây đang cài gì đấy? Cái này là đưa chun đấy. Cái này là hở này, chun đường chỉ ở đây để cài cái này cho nó cấp chun nhiều hơn. À, gắn chun. Đấy, do đồng chỉ nó may lên rồi này. Cái bên dưới thì nó lại dài quá này. Giảm cái bên dưới này. Bên trên giảm bên dưới, tăng bên trên một chút nữa này. Bảy trăm tám mươi giờ cho 750. Và lúc 300 thì cho 315 đi. Bên dưới vẫn giảm, bên trên này là tắc ổn. Giảm tiếp. Cho 7:30, cho 7:20 đi. Bên dưới, bên trên đều ok rồi, đúng không? Bên dưới có thể giảm một chút nữa. Ừ, không như này là được. Hai người về đo em ơi.